Nghèo cho sạch. Sao chống đánh 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy thằng Dũng ra nhỉ? Chắc cô giáo còn đang dặn dò em vội gì. À, kia rồi. Con chào ba mẹ. Sao hôm nay ra muộn thế? Con bị cô giáo phạt hay sao mà mặt xị ra thế? Kìa em, con nó vừa học xong, chắc mệt nên thế, em cứ nặng lời vậy. Sao mẹ hỏi không trả lời? Tí về, mẹ mua cái hộp bút khác cho con nhé. Sao? Lại hỏng à? Hộp bút hôm qua mẹ vừa mua cơ mà. Không ạ, vừa nãy con làm hỏng hộp bút của bạn Hùng. Con đưa hộp bút của con cho bạn ấy rồi. Trời ạ, cái hộp bút mẹ mới mua cho con là hộp bút ngoại đấy, đắt lắm. Cái thằng Hùng lớp con, mẹ còn lạ gì? Nhà nó nghèo rớt, hộp bút của nó cũng chỉ là hộp bút điểu thôi. Nó khôn lỗi, mới bắt đền hộp bút của con cho nó đấy. Kìa em, sao lại nói với con như thế? Nó làm hỏng hộp bút của bạn, đền là đúng rồi, em thật là. Nhưng cái hộp bút ấy đắt tiền lắm, đền sao được? Đi, vào đây, phải đòi lại cái hộp bút ấy nghe chưa? Hùng ơi, con chờ mẹ lâu không? Không ạ. Mẹ ơi, con có hộp bút đẹp chưa? Hộp bút ở đâu đấy con? Hôm nay bạn Dũng làm méo hộp bút của con nên bạn ấy đền cho con hộp bút của bạn ấy. Đâu? Có thấy thằng Hùng đâu không? Cái kìa mẹ, cả mẹ bạn ấy nữa. Tốt quá, có mẹ nó ở đây. Nhân tiện bảo mẹ nó dạy lại nó. Nghèo thì chịu, còn ham của nhà giàu. Đi, khoan đã. Sao bạn Dũng lại làm méo hộp bút của con? Con để trên bàn, chẳng may bạn Dũng chạy qua ngã vào nên hộp bị méo mẹ ạ. À, thế là bạn chẳng may thôi. Bạn không cố tình làm thế, con không nên lấy hộp bút mới của bạn. Ngày mai con lên mang hộp bút trả lại cho bạn nha. Nhưng chiếc hộp bút này đẹp và còn rất mới. Từ trước tới nay con chưa bao giờ có cái hộp bút xịn như thế này cả. Như thế con càng không nên lấy của bạn. Chắc hộp bút bạn mới mua, còn hộp bút của con thì đã cũ rồi. Nếu con học giỏi, mẹ sẽ thưởng cho con được không? Thật không mẹ? Quan hô mẹ. Mẹ ơi, có đòi hộp bút nữa không mẹ? Ờ, em thấy chưa, đâu phải ai cũng như em nghĩ đâu. Em... Ơ, à, bạn Dũng kìa mẹ. Mẹ ơi, đây là bạn Dũng, cả bố mẹ bạn ấy nữa. Cháu chào hai chào bác anh ạ. Chị. Vâng, chào chị. Chị cũng đến đón cháu à? May quá, gặp anh chị ở đây. Kìa con, mau trả lại hộp bút cho bạn đi. Trả hộp bút cho cậu này, mẹ tới nói như thế là không tốt. Thôi, chào anh chị nhé, tôi đưa cháu về kẻo muộn. Vâng, chào chị. Nghèo mà bày đặt sĩ diện. Em thật là, người ta không trả thì em chửi, giờ trả thì em lại bảo sĩ diện. Như thế nào mới vừa lòng em chứ? Sao anh lại to tiếng với em thế? Lại còn không à, người ta nghèo thật, nhưng biết cách dạy dỗ con cái. Còn em thì sao? Thằng Dũng còn nhỏ, nó nên được học những điều tốt đẹp chứ không phải những thứ mà em nói. Anh sợ em sẽ làm hư con mất, em nên xem lại cách dạy con của mình đi. Ờ, kìa. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa, da láng mịn. Gia tài nhỏ bé. Chúc mừng sinh nhật 9 tuổi, con gái yêu. Ôi, món quà ao ước của con. Con cảm ơn ba mẹ ạ. À, con thích lắm, thích lắm. Mẹ ơi, con sẽ giữ gìn bộ sưu tập gấu bông này. Đến khi nào lớn lên, con cho con gái của con, rồi cho cháu gái của con nữa, mẹ nha. Ừ, con nhớ giữ gìn cẩn thận nhé. Ôi, chú mèo xinh quá, mày từ đâu đến thế? Sao mày lại ở đây? Emily, mèo ở đâu thế con? Nó đi lạc vào nhà mình hay sao ấy mẹ à? Mẹ ơi, hình như nó đang rất đói. Hay mình cho nó ăn chút bánh đi mẹ. Hay là con cho nó uống sữa tươi của con nha. Con thả nó xuống đi. Nhưng... Nó là một con mèo hoang,
Nhìn chẳng sạch sẽ gì, lại còn có vẻ yếu ớt nữa. Lỡ nó có bệnh gì lây cho con thì sao? Con thả nó xuống đi, rồi mình cho nó ăn sao? Anh à, em liên lạc với trạm cứu hộ động vật rồi. Họ nói ngày mai mình có thể mang con mèo đến ngay. Nhưng con muốn nuôi em ấy. Ngoan nào, ba sẽ mua cho con thật nhiều gấu tết đi. Còn con mèo này thì mẹ con nói đúng đấy, phải đưa đến trung tâm cứu trợ động vật. Ở đó có điều kiện kiểm tra sẽ tốt hơn. Con nghe lời ba mẹ đi. Nào, cháu đưa em ấy cho chú nhé. Anh Jem, trạm này hoạt động hoàn toàn dựa vào hỗ trợ của địa phương hả anh? Anh thấy đấy, số lượng chó mèo bị bỏ rơi càng ngày càng nhiều. Trạm này dần dần trở nên quá bé nhỏ rồi. Không biết còn đủ chỗ cho chúng không nữa. Tiền thức ăn, tiền chữa bệnh cho chúng, nếu chỉ dựa vào hỗ trợ thì không thể đủ được. Cũng phải nhờ vào sự quyên góp nữa. Số phận chó mèo ở đây đều hoàn toàn dựa vào lòng nhân ái của con người. Emily, muộn rồi đấy, dậy ăn sáng đi con à. Emily, Emily. Trời ơi, con gái của chúng ta đâu rồi? Em đừng có cuống lên như thế, con bé không sao đâu, để anh suy nghĩ xem thế nào. À, chúng ta thử đến đó xem sao. Anh đoán con bé đang ở đó. Chuyện gì thế cháu bé? Cháu muốn đưa chú túi này ạ. Nào, buổi sáng đẹp trời thế này, chú không muốn là nạn nhân của trò đùa cợt không vui vẻ này đâu. Ở đây chỉ nhận động vật sống, không nhận gấu bông nhé. Cháu mang về đi. Không ạ, không phải đâu. Cháu muốn tặng số gấu bông này để chú bán đi lấy tiền nuôi những em chó và em mèo ở đây ạ. Thật sao? Dạ, đây là cả gia tài quý giá nhất của cháu ạ. Cháu không có tiền, chỉ có gấu bông thôi. Trong đây có cả em Teddy vẫn sưởi ấm cho cháu hằng ngày đó ạ. Nhưng mà cháu nghĩ những chú chó mèo ở đây sẽ cần nó hơn cháu. Emily, cháu thật là một cô bé tốt bụng. Nếu mà ai cũng như cháu thì chú gấu Teddy này không chỉ sưởi ấm cho cháu đâu, mà có thể sưởi ấm cho cả thế giới đấy. Mẹ kế. Mình ơi, ba ơi, tôi đi rồi, mình hãy chăm sóc hai con thật tốt, nhất là thằng Lộc, nó đã không còn mẹ, giờ lại mất cả cha. Mình yên tâm đi, tôi sẽ yêu thương con như con đẻ của mình. Mình ơi, ba ơi. Sao hôm nay thằng Lộc đi học về muộn thế nhỉ? Cô Hiền ơi! Cô Hiền! Bạn Lộc bị xe tông, đang nằm ở trạm xá cấp cứu ạ. Sao cơ? Ăn chút cháo đi con. Bao giờ chân con mới khỏi hả mẹ? Phải chịu khó ăn vào thì chân mới mau khỏi. Mẹ nấu cháo chim bồ câu cho con đấy. Wow! Chim bồ câu ạ? Cháo mẹ nấu là ngon hết sảy. Anh hai sướng thế, toàn được mẹ nấu món ngon cho ăn. Em có bị ốm đâu mà đòi ăn ngon. Thôi nào, không được ghen tị với anh hai. Anh bệnh mà con. Mà lần sau đi đứng phải cẩn thận nghe chưa. Cũng may là chỉ bị gãy chân thôi, con làm mẹ sợ quá đi. Dạ, con nhớ rồi ạ. Mẹ ơi, con đi học đây ạ. Sao không nghỉ thêm vài hôm nữa con? Mẹ xin cô giáo rồi, chân cẳng đang còn đau thế cơ mà. Nhưng mà con sắp thi học kỳ rồi, nghỉ nhiều quá sợ không thi được mẹ ạ. Vậy để mẹ cõng con đi, chứ chân của con đã đau, còn đi bộ nữa thì bao giờ mới khỏi được chứ. Thôi, con đi bộ cũng được mà. Đường từ nhà tới trường xa vậy, mẹ làm sao cõng con được. Không sao, mẹ khỏe lắm. Nhưng... Con lên đi, kẻo muộn học bây giờ. Mẹ tốt với con quá.
sau này lớn lên nhất định con sẽ hiếu thuận với mẹ. Nói hay lắm, cứ như ông cụ non ấy. Nhiều năm sau, đón con trai cưng có khác nha. Mẹ làm nhiều món ghê. Con nhỏ này lúc nào cũng tị nạnh với anh hai thôi, chả mấy khi vợ chồng anh chị về nước. Con đùa thôi mà. Mau đi ra mở cửa đi, vợ chồng anh hai con về đó. Con chào mẹ, con chào mẹ. Hai đứa về rồi à, có mệt không con? Mau lên phòng cất dọn đồ đạc đi, rồi xuống dùng bữa cho nóng. Dạ. Linh ơi, Linh mời anh chị xuống ăn cơm đi con. Con bé lại chạy đâu rồi không biết. Mai mình mang túi đồ này sang nhà ngoại nha anh. Trong này toàn mỹ phẩm với nước hoa xịn, chắc mẹ với mấy đứa em thích lắm. Thế em đã chuẩn bị quà cho mẹ với cái Linh chưa? Mẹ nào, có phải là mẹ đẻ của anh đâu mà phải quà cáp gì nhiều. Mấy đời bánh đúc có xương chứ. Còn cái Linh trong quê mùa thế, chắc không biết dùng mỹ phẩm đâu. Để mai em dẫn nó đi mua vài bộ quần áo. Không làm thế được, anh đã nói với em nhiều lần, mẹ anh không phải người như thế. Mẹ, con... Thôi con, mẹ hiểu mà. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ biết con thương mẹ, thế là đủ rồi. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!